Xin chào quý chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Góc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này em sẽ làm một video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe mới ra mắt ở thị trường Việt Nam là xe Toyota Veloz. Thì Veloz ở thị trường Việt Nam sẽ có hai phiên bản. Phiên bản trước mắt chúng ta đây là phiên bản tiêu chuẩn và có giá niêm yết là 658 triệu, và phiên bản cao cấp sẽ có giá niêm yết là 698 triệu. Và màu ngoại thất xe ở trước mắt chúng ta đây sẽ là màu bạc. Hai phiên bản thì tranh nhau số tiền của giá niêm yết là 40 triệu. Thì sẽ khác nhau những gì? Thì sau đây thì em sẽ đi một vòng xung quanh xe và sau đấy sẽ phân tích cho anh chị để chọn lựa chọn phiên bản nào. Thì cái màu này là màu bạc. Màu phiên bản tiêu chuẩn là màu bạc. Màu này thì cũng khá lạ. Đa số thì mọi người sẽ thích màu trắng ngọc trai này, màu đen và màu đỏ. Thì tuy nhiên là đây là màu bạc thì cũng là màu khá đặc biệt, khá là màu hiếm của chiếc xe Veloz này. Thì hai phiên bản chơi nhau 40 triệu. Thì thứ nhất là về động cơ, khung gầm, cảm giác lái thì sẽ là như nhau. Ở phần đầu xe này thì như chúng ta thấy thì phiên bản cao cấp thì sẽ có cam 360. Ở đây sẽ có cam trước trong hệ thống cam 360. Ngoài ra cái thứ hai nữa là ở cái phần trên kính xe này, phiên bản cao cấp nó sẽ có hai camera để nó phụ trách cái chức năng là giữ làn đường và cảnh báo tiền va chạm, rồi hỗ trợ cảnh báo là phương tiện cắt ngang này, với cả là cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Ở phần thân xe thì cái la răng của phiên bản tiêu chuẩn này sẽ nhỏ hơn phiên bản cao cấp là 1 inch. Như anh chị thấy bên cạnh em đây sẽ là phiên bản cao cấp nhỏ hơn 1 inch, tuy nhiên thì vẫn được thiết kế theo cái ngôn ngữ là la răng phay xước. Đây, em sẽ để anh chị xem về phần nội thất. Nội thất thì ở phiên bản cao cấp thì trên màn hình nó sẽ là màn hình, nó sẽ vừa luôn cái khung này. Và ở phiên bản tiêu chuẩn này thì sẽ màn hình sẽ nhỏ hơn 1 inch. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có là đèn nổ này, thông minh này, và cái phanh điện tử và auto hold. Thật ra là như nhau, đều có 3 chế độ lái. Và đây là khay để cốc. Thời điểm hiện tại, thời điểm tháng 10 năm 2022 này thì bên em đang có những cái gói để hỗ trợ quý anh chị khách hàng. Cụ thể như sau. Thì với cái giá niêm yết em vừa thông báo ở bên trên là phiên bản tiêu chuẩn, trước mắt chúng ta đây sẽ có giá là 658 triệu. Còn phiên bản cao cấp sẽ có giá là 698 triệu. Thì hai phiên bản đấy hiện tại bên em đang hỗ trợ cho anh chị. Thứ nhất là về tiền mặt. Tiền mặt thì em đang giảm cho anh chị là 19 triệu tiền mặt. Và hỗ trợ một gói phụ kiện cho anh chị nữa. Là xe sẽ em để mang chiếc xe này ra ngoài đường thì anh chị cần chuẩn bị cho em những chi phí như sau. Thứ nhất là về giá xe này. Về giá xe là 600, phiên bản trước mắt chúng ta đây 658 triệu trừ đi 19 triệu tiền mặt này, cộng với tiền thuế là 65 triệu 800, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm sẽ rơi vào khoảng tầm 610 triệu để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường ở Bắc Ninh. Và ngoài ra thì nếu như anh chị đang quan tâm đến vấn đề trả góp thì bên em đang hỗ trợ chiếc xe này là 80% giá trị xe. Thì anh chị cần khoảng 190 triệu đến 200 triệu là có thể mang chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Cái trang bị ghế ở trên đây, trên chiếc xe này thì là vẫn là cái da phan nỉ thôi. Ngoài ra thì trần xe sẽ có là một cái cửa gió cho hàng ngồi thứ hai này, đây là núm chỉnh tốc độ gió này. Còn hàng ghế thứ ba có thể là gập phẳng như thế này hoặc có thể dựng lên. Thì đây là dòng xe MPV nên là cái chỗ người ngồi thứ hai sẽ là khá là rộng rãi đấy, không đến mức là bị hẹp đâu, không bị hẹp như những chiếc SUV hoặc là 5+2. Ở đằng sau thì cũng đã được trang bị là hai cổng sạc USB ở phía sau này. Và đặc biệt là xe sẽ được trang bị cái chế độ là ngả ghế sofa, người ngồi thứ hai là có thể
ngả ghế và nằm như một chiếc sofa ở hàng ghế thứ hai. Và vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh chị về cái tình hình về giá xe cũng như là các thông tin về xe, trả góp xe, so sánh các phiên bản. Thì với 40 triệu chênh lệch về giá niêm yết, thì anh chị lựa chọn phiên bản nào? Những có xứng đáng để lên phiên bản cao cấp hay không? Và anh chị cần em tư vấn thêm về nội ngoại thất, về lịch xe, về giá xe cũng như trả góp, có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì trước khi chào tạm biệt thì em sẽ đi qua một vòng xe lần nữa để anh chị nhìn qua cái màu bạc này là có gì đặc biệt nhé.